Thiết thực kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ tổ chức khai mạc chuỗi các hoạt động ý nghĩa, tạo sinh khí vui tươi, tôn vinh giá trị gia đình Việt Nam. Lo phụ trách và trong nước, cho con đi học, rồi gửi con theo là lên lịch thời phát biểu cho dạ mình sắp xếp công việc ổn định để chăm sóc gia đình. Đây là phần thi trả lời câu hỏi tự luận của một gia đình tiêu biểu đại diện huyện Bình Tân tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc bền vững. 8 gia đình đại diện cho các địa phương trong tỉnh đã có những chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc bền vững tại hội thi. Cùng với hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc bền vững, còn có hoạt động trưng bày giới thiệu hơn 1.000 đầu sách báo tạp chí chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia bền vững, hội thao gia đình văn hóa với các trò chơi mang tính tập thể tham gia gắn kết các thành viên trong gia đình đã góp phần tạo không khí vui tươi trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay. Muốn gia đình được hạnh phúc thì vợ chồng phải biết chia sẻ thương yêu lẫn nhau. Đến đây cũng gặp được nhiều hộ gia đình, cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm. Rồi qua cũng tìm hiểu như cách sống, rồi cách giáo dục con cái để hoàn thiện hơn. Hôm nay thì gia đình em được tham gia chuỗi hoạt động của kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam thì gia đình em cảm thấy rất là vui, rất là hứng khởi. Thì gia đình em thức rất là sớm để chuẩn bị hành trang để tham gia các hoạt động của Ngày Gia đình Việt Nam. Thì gia đình em tham gia các hoạt động như là trò chơi nè, rồi thi kiến thức và thi tiểu phẩm nữa. Thì qua các chuỗi hoạt động này em thấy rất là ý nghĩa cho những cái gia đình. Các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức tại huyện Long Hồ đã tạo thêm sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Qua đó, các gia đình có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng hoàn thiện hơn gia đình văn hóa, hạnh phúc, bền vững.